Dương dê. Dương dê. Rồi, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Dương dê. Ok, và đó là một trong ba cái tính năng bảo mật sinh trắc học của chiếc điện thoại LG G7 ThinQ. Chiếc điện thoại có thể coi là giảm giá nhanh nhất trong năm vừa rồi. Cái thời điểm mà LG G7 ThinQ ra mắt thì mức giá của nó rơi vào khoảng gần 19 triệu đồng. Tuy nhiên hiện tại, Xiaomi thông minh đang phân phối cái dòng này với mức giá chỉ rơi vào khoảng 6,7 triệu đồng mà thôi. Đó, với 6,7 triệu đồng thì cái dòng này nó sẽ không phân biệt màu sắc nhé. Nghĩa là các bạn chọn bất kỳ màu gì cũng đều là 6,7 triệu đồng hết. Và nó cũng sẽ không có hàng 95 hay hàng 99. Nghĩa là chúng ta chỉ cần bỏ ra 6,7 triệu đồng là chúng ta đã có thể mang được LG G7 ThinQ về rồi. Và qua những cái nhìn của mình ấy thì mình thấy là cái LG G7 ThinQ đang được bán tại Xiaomi thông minh này, cái hình thức của nó vẫn còn rất là mới. Và với những sản phẩm như thế này thì các bạn không phải lo lắng là hàng qua sửa chữa hay là bị dựng lại ở đâu. Bởi vì là cái sản phẩm này ế đầy rồi đấy, chẳng có ai dỗi hơi mà đi dựng lại cái sản phẩm này là làm gì cả. Đó, nhưng mà cái mà mình muốn nói ở đây là gì? Đấy là với mức giá giảm rất nhiều là 6,7 triệu đồng thì chúng ta sẽ được một cái sản phẩm như thế nào, và tại sao LG G7 ThinQ nó lại có một cái mức giá rẻ như thế. Đầu tiên là với mức giá 6,7 triệu đồng chúng ta đã có một cái sản phẩm, có một cái thiết kế mình thấy là tương đối ổn đấy chứ. Đấy, mặt lưng thì bằng kính này, khung viền thì bằng kim loại này, và đặc biệt là cái màu theo kiểu là xám khói mà mình đang cầm trên tay này là một cái màu sắc rất là đẹp. Đấy, tiện thể thì nói về những tính năng bảo mật sinh trắc học vừa rồi, ngay đầu video mình đã nói, thì ngoài cái việc nhận diện bằng giọng nói thì cái giỏ này nó cũng sẽ có nhận diện khuôn mặt 2D nữa. Đây, mình sẽ mở khóa màn hình lên. Đấy, đưa khuôn mặt mình vào đây và nó đã có thể mở khóa ra rồi. Hơn thế nữa thì nó cũng sẽ có cái cảm biến vân tay, một chạm ở phía sau, chúng ta chỉ việc chạm vào là màn hình của nó cũng đã có thể mở khóa ra được rồi. Đấy, và khi mở khóa ra đấy thì tiện thể nói luôn về cái điểm số AnTuTu ở trên giỏ này. Thì với cái điểm số AnTu rơi vào khoảng 242.000 điểm và điểm GPU vô cùng cao trên 100.000 điểm thì đây sẽ là con chip Snapdragon 845. Với cái phiên bản mình đang cầm trên tay này thì máy sẽ có RAM là 4GB, bộ nhớ trong là 64GB và có hỗ trợ qua khe cắm thẻ nhớ ngoài phía trên này. Hơi đáng tiếc một chút là cái sổ này nó chỉ hỗ trợ là một SIM và một thẻ nhớ, chứ hoàn toàn không hỗ trợ cho chúng ta khai SIM LAN, nghĩa là cái khe thẻ nhớ kia chúng ta không thể hy sinh thành cái khai SIM được. Đấy, vậy nên đấy là cái điểm đầu tiên khiến cho sổ này nó có một mức giá rẻ như thế. Cái điểm thứ hai đó là cái sổ này là cái phiên bản của nhà mạng Mỹ. Tuy nhiên chúng ta cũng không cần phải quá lo lắng bởi vì là tất cả các ứng dụng rác này, các bạn thấy không, là đã được xóa hết đi rồi. Tiếng Việt cũng có, CH Play cũng có, và chúng ta sử dụng hoàn toàn bình thường như một chiếc điện thoại quốc tế, chúng ta không cần phải lo lắng cái gì cả. Với 6,7 triệu là chúng ta đã có thể có một sản phẩm với màn hình với kích thước là 6,1 inch, độ phân giải là 2K cộng nhé các bạn nhé, nghĩa là 3120 nhân với 1440 pixel. Cái sản phẩm này thì sẽ có cái tỷ lệ màn hình rơi khoảng 19,5:9, khá là dài luôn. Và với cái màn hình kích thước ở mức độ bình thường 6,1 inch như này mà lại được cái độ phân giải rất lớn thì cái mật độ điều ảnh cho ra trên giỏ này nó rơi khoảng 564 ppi. Với khoảng cách thông thường như này thì rất khó có thể để cho chúng ta có thể tìm thấy điểm rỗ ở trên cái màn hình của LG G7 ThinQ. Màn hình của nó thì là màn hình IPS LCD, màn hình của LG thì quá đẹp rồi, chắc là chúng ta cũng không cần phải nói thêm nhiều nữa. Đó, màn hình này thì sẽ được trang bị kính cường lực Gorilla Glass 5 vào đây. Và kính cường lực Gorilla Glass 5 sẽ được trang bị ở cả phía mặt trước này cũng như là cả phía mặt sau lưng này của LG G7 ThinQ nhé các bạn nhé. Thêm những điểm đáng tiền nữa ở trên LG G7 ThinQ đó là nó được trang bị khả năng kháng nước kháng bụi theo tiêu chuẩn IP68. Sản phẩm này thì vẫn giữ được tắc cắm tai nghe 3,5mm ở đây. Đó, tiện thể nói về phía dưới thì chúng ta sẽ có thêm một cái mic thoại cổng USB Type-C và một cái loa ngoài nghe cực to luôn. Ở phía mặt sau này chúng ta sẽ có bộ đôi camera kép của LG G7 ThinQ. Nó sẽ có một camera có độ phân giải là 16 megapixel của độ f 1.6 cho cái việc thu sáng rất tốt. Cái camera chính thì nó sẽ có cái tiêu cự là 30mm và nó sẽ có thêm một cái camera góc siêu rộng có tiêu cự là 16mm nữa. Camera góc siêu rộng này thì nó sẽ có khẩu độ f 1.9. Pin của LG G7 ThinQ là 3000 mAh. Và từ cái LG V30 trở lên ấy thì LG đã tối ưu hóa tốt hơn cho pin của mình rồi. Đấy, pin thì mình thấy là ở mức độ bình thường thôi. Tuy nhiên là nó sẽ có sạc nhanh 3.0 18W ở đây nhé. Thì mình nghĩ là với viên pin bình thường kèm theo đó là sạc nhanh thì nó còn vẫn hơn với việc là pin trâu mà lại sạc chậm. Nếu mà các bạn hỏi là với cái phiên bản Mỹ như thế này ấy, thì G7 ThinQ nó còn giữ được cái công nghệ âm thanh Hi-Fi DAC hay không ấy, thì hoàn toàn có nhé các bạn nhé. Đây, nó vẫn có Hi-Fi Quark DAC luôn.
Tuy nhiên là với cái tính năng Hi-Fi Quad DAC này thì các bạn bắt buộc các bạn phải cắm tai nghe vào thì nó mới cho kích hoạt cái tính năng này lên. Đấy, còn ví dụ như là với Samsung chẳng hạn, Dolby Atmos chúng ta hoàn toàn có thể kích hoạt lên với cả loa ngoài lẫn qua tai nghe. LG nó hơi khác một chút. Bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem qua một chút về giao diện camera của LG G7 ThinQ nhé. Đây là chúng ta đang để ở chế độ bình thường đây, nó sẽ có thêm một cái camera góc siêu rộng như này. Đấy, các bạn thấy không? Nhìn cực kỳ là rộng luôn. Đó, rồi là chúng ta có thêm cái chế độ chân dung nữa. Mặc dù cái sản phẩm này nó không có camera tele hỗ trợ cho cái việc chụp ảnh xóa phông, tuy nhiên là nó sẽ xóa phông bằng thuật toán sử dụng cái camera chính để hỗ trợ chụp ảnh chân dung. Đó, rồi là nó có AI camera ở đây. Đấy, nó có thêm camera trước nữa. Đây là camera trước độ phân giải 8 megapixel của nó đây. Cái camera trước này thì mình thấy ở mức độ bình thường, thực ra là LG chưa bao giờ họ nhấn mạnh vào camera trước cả. Đó, còn bây giờ mình sẽ xem là các cái chế độ khác của LG bởi ThinQ là gì nhá. Nó sẽ có thêm chế độ thủ công. Thì với chế độ thủ công này chúng ta có thể điều chỉnh được độ K, đây là cân bằng trắng này. Đó, chúng ta có thể điều chỉnh được lấy nét bằng tay, điều chỉnh được EV, điều chỉnh được ISO và điều chỉnh được phơi sáng. Để mình xem phơi sáng tối đa là bao nhiêu giây đây. Phơi sáng tối đa của nó sẽ là 30 giây. Đó là những cái thông tin về camera của LG G7 ThinQ. Nói chung ý, là với mức giá 6,7 triệu thì LG G7 ThinQ là một sản phẩm với một cái thiết kế chất liệu rất tốt, kính và kim loại. Trong khi đó thì kính thì đều là kính cường lực Gorilla Glass 5 cả mặt trước lẫn mặt sau. Đấy, nó sẽ là một cái sản phẩm có một màn hình 2K, một hiệu năng rất tốt với con chip Snapdragon 845. Thêm nữa là có 3 tính năng bảo mật sinh trắc học này, có camera cực kỳ ngon, có hỗ trợ kháng nước kháng bụi và có công nghệ âm thanh cực kỳ ấn tượng. Đấy là tất cả những cái ưu điểm của LG G7 ThinQ. Tuy nhiên một số những nhược điểm khiến cho cái sản phẩm này giá rẻ, ví dụ như là nó chỉ có một SIM này và nó là của nhà mạng Mỹ, chỉ có như vậy thôi. Còn các bạn thì các bạn cảm thấy sao về LG G7 ThinQ và với mức giá rơi vào khoảng 6,7 triệu thì các bạn có bỏ tiền ra để mua sản phẩm này hay không? Xin mời comment để lại ý kiến ở phía dưới video. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã dành nhiều thời gian theo dõi video của Dương Dê. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.